Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tô Lâm đánh hơi được Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay chỉ là sự bế tắc Ngày 11 tháng 11, bất ngờ các báo trong nước đồng loạt đăng tin với nội dung Bộ Công an yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch IEC đang lẩn trốn ở đâu, ra đầu thú Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an C03 đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC và các đơn vị liên quan. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty IC được xác định là có vai trò lớn trong vụ án. Đây là hình ảnh, từ tháng 5, ông Tô Lâm đã cho truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thực ra, những sai phạm trong đấu thầu chỉ là lý do phụ, lý do mà có thể thông báo trước dân chúng. Tuy nhiên, vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ ở vấn đề đấu thầu trong nước mà là đấu thầu quốc tế liên quan đến các hợp đồng mua vũ khí. Trong đường dây này có cả nhân vật lừng lẫy trong tứ trụ thao túng. Những hợp đồng này trị giá hàng tỷ USD. Ở khía cạnh này, việc bắt được bà Nhàn có liên quan đến sinh mệnh chính trị của nhân vật lớn. Ngay từ ngày 10 tháng 5, Bộ Công an đã quyết định truy nã bà Nhàn sau 11 ngày ra quyết định khởi tố bị can nhưng bà Nhàn vẫn bật âm vô tín một khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn là quyết không ra đầu thú. Nếu cố định đầu thú thì cần gì bà Nhàn phải vất vả chạy trốn để làm gì? Ở nhà để công an bắt là xong chuyện. Từ khi Bộ Công an phát lệnh truy nã thì át hẳn ông Tô Lâm cũng xác định trách nhiệm của ông là phải truy lùng nơi ở của bà Nhàn và bắt bà về để quy án. Đây là trò chơi trốn tìm. Nếu ông Tô Lâm tìm được bà, bắt thì còn không còn thì sẽ bất lực sẽ không có chuyện nữ doanh nhân này ra đậu tự đổ thú được. Vì thế, lời kêu gọi bà Nhàn ra đổ thú là lời kêu gọi mang tính thừa thải. Nếu ông Tô Lâm không giữ được bà Nhàn và không biết bà Nhàn ở đâu thì có kêu cũng vô ích. Ông Tô Lâm vốn đã quá tai tiếng trong vụ đột nhập vào lãnh thổ nước Đức để bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành từ cách đây 5 năm. Mà bây giờ tòa án Đức vẫn đang tiếp tục xử người thứ hai trong vụ này. Vì thế ông Tô Lâm mà làm một phi vụ tương tự như vậy thì Việt Nam sẽ phải trả giá rất đắt bằng những dạng nứt ngoại giao không đáng có. Vì thế, cơ hội để lần thứ hai ông Tô Lâm ra giải bắt cóc ở nước ngoài trở nên hẹp dần. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm kêu gọi bà Nhàn ra đầu thú. Từ khi trốn đi mà theo một số nguồn tin khả tín thì bà Nhàn đang trốn ở nước ngoài chứ không ở trong nước. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hoàn toàn im lặng khi bỏ trốn không nhiều ông Trịnh Xuân Thanh khi sang Đức thì lên tiếng thách thức ông Nguyễn Phú Trọng nên bị đưa về nước. Nếu nói bắt Trịnh Xuân Thanh để lật gia đình Là thăng thì bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thể ông Trọng cũng lật ra nhân vật đứng đằng sau bà Nhàn và hứa hẹn nhân vật này còn lớn hơn cả Đinh là Thăng trước đây. Hiện ông Tô Lâm đang cho điều tra bà Nhàn ở hai nơi, tại Đồng Nai và tại Quảng Ninh. Tại Đồng Nai, ông Trọng đã cho chốt sạch từ bí thư tỉnh đến giám đốc sở còn ở Quảng Ninh thì vẫn còn đang trong vòng điều tra. Đầu mối tại Quảng Ninh thì xem ra không đơn giản như ở Đồng Nai bởi nó liên quan đến những chính sách chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính thời làm bí thư ở đây. Nhiệm vụ của ông Tô Lâm trong vụ án IC là rất nặng nề. Điều tra sai phạm của bà Nhàn tại Quảng Ninh đã khó và thực hiện nhiệm vụ tìm bà Nhàn lại càng khó hơn. Để bắt được một người làm việc với Tổng cục 2 đang bỏ trốn là điều không hề dễ dàng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là một nhân viên tình báo đội lốt doanh nhân. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Cũng có người đánh giá rằng việc kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho thấy ông Tô Lâm đang bế tắc và ông cố làm mọi cách để có thể có được chứ không có dấu hiệu nào cho thấy ông đã đánh hơi được chỗ ở của bà Nhàn. Và cũng có người cho rằng bà Nhàn đã bị bắt hoặc bị đánh hơi ra nơi ở không biết ông Tô Lâm đã đánh hơi được gì. Nếu đánh hơi được thì vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ hứa hẹn dẫn đến biến cố chính trị rất lớn trong tứ trụ tại Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 10 tỷ không lay được phân vân mãi, Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị nhốt. Bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều tiền, ông Phan Văn Mãi có nhiều quyền. Ở chế độ này thì có quyền là có tất cả, quyền quyết định đồng tiền, nhưng tiền thì tác động tới quyền lực hạn chế. Cuộc đấu giữa ông Phan Văn Mãi và bà Nguyễn Phương Hằng là cuộc đấu giữa quyền và tiền và cuối cùng tiền đã thua cuộc. Ông Phan Văn Mãi là con người biết làm chính trị, bằng mọi giá ông phải bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng, bởi nếu không bịt thì không biết chừng tên tuổi của ông Mãi sẽ sụp đổ như võ Hoàng Yên và nghệ sĩ Hoài Linh. Tiếng xấu đồn xa là mối nguy cho bất kỳ một người làm chính trị nào đến thế và lực mạnh như ông Tô Lâm mà dính tiếng xấu ăn thịt bò rắt vàng thì giấc mơ tứ trụ trở nên xa vời. Đây là hình ảnh con trai bà Phương Hằng đã chi 10 tỷ để mua tự do cho mẹ. Ông Phan Văn Mãi cho bắt bà Nguyễn Phương Hằng có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là trả thù, mục đích thứ nhì là bảo vệ sự nghiệp chính trị của mình. Hành động rất nhanh của ông Phan Văn Mãi khi ông tóm bà Nguyễn Phương Hằng chỉ 2 ngày sau khi bà Hằng livestream nhắc tên thì điều đó cho thấy ông Phan Văn Mãi có những bí mật không muốn tiết lộ. Hiện nay, số tiền hàng chục tỷ không còn là lớn đối với quan chức cấp tỉnh nữa. Mới đây, một tội phạm chi tới 20 tỷ để thuyên chuyển ông Linh Vân nơi khỏi An Giang đã bị bắt. Điều đó cho thấy việc dùng hàng chục tỷ đồng để thay đổi quyết định lãnh đạo cấp cao không còn là cái giá cao nữa. Bao nhiêu đó là nhiều tiền chứ chưa phải là rất nhiều tiền. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt và tạm giam từ tháng 3. Đến nay đã hơn nửa năm và công an đã gia hạn tạm giam rất nhiều lần. Điều đó cho thấy công an không dễ gì buộc tội bà Nguyễn Phương Hằng. Và mới đây, con của bà Hằng đã xin nộp 10 tỷ đồng để bà được tại ngoại. Tuy nhiên, người chỉ đạo việc bắt giam bà Hằng là ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nên đề nghị này khó có khả năng thành công. Vào ngày 4 tháng 11, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương. Như vậy, xem như lời đề nghị nộp 10 tỷ để bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại đã thất bại. Không biết việc bác bỏ 10 tỷ đồng đổi lấy điều kiện tại ngoại này là lý do gì. Chính quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh chê ít hay vì một lý do nào khác đây? nếu vì lý do tiền ông Huỳnh Uy Dũng chồng bà Phương Hằng hoàn toàn có thể đáp ứng tuy nhiên bà Hằng đã lỡ livestream nhắc tên ông Phan Văn Mãi thì việc chạy để được tại ngoại xem như là không thể bởi nó liên quan đến sự nghiệp chính trị của một quan chức đang lên làm chính trị đến đến vị trí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là một vị trí ngấp nghé ghế ủy viên bộ chính trị nếu không có tỷ vết rất có thể nhiệm kỳ tới ông Phan Văn Mãi vào bộ chính trị bài học Nguyễn Thành Phong đã bị ngã ngựa còn đó. Chính ông Phong và ông Mãi là đồng hương của nhau. Ông Mãi hiểu được hình ảnh chính trị quan trọng đến như thế nào. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi là người hiểu rất rõ việc bảo vệ hình ảnh quan trọng đến giường nào, mặc cho 10 tỷ kia đề nghị đến đâu. Ở Việt Nam, dù đại gia có cơ lớn đến đâu thì cũng chỉ là con cờ của các thế lực chính trị trong đảng. Đảng Cộng sản họ vững cho đến ngày nay thì dựa vào tính bạo lực dập tắt tin xấu là nhiệm vụ sống còn của chế độ và đối với những người làm chính trị ở chế độ này thì vẫn thế việc dập tắt tin xấu hoặc ngăn chặn tin xấu từ trong trứng nước là nhiệm vụ sống còn của họ đối với họ những tin xấu nhưng đối với người dân đó lại là những tin tốt và trung thực ông phan văn mãi đang muốn giữ bà nguyễn phương hằng trong tù cũng dễ hiểu bởi những gì bà nguyễn phương hằng có thể nói ra thì chỉ có ông là người hiểu hơn ai hết vì thế bằng mọi giá ông phải bịt miệng bà và có lẽ việc chi tiền để được tại ngoại đối với bà nguyễn phương hằng là điều bất khả thi mặc dù nói về tiền thì bà hằng không thiếu